Tin sau đây cho hay, doanh nghiệp nhà nước Cộng sản Việt Nam lỗ hơn 1 tỷ mốt Mỹ Kim trong nhiều dự án đầu tư ngoại quốc. Theo như Bộ Kế hoạch và Đầu tư của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho biết, thì có 49 dự án đầu tư ở ngoại quốc của các doanh nghiệp đều thuộc sở hữu nhà nước có của lỗ hủy kế hơn là 1.1 tỷ Mỹ Kim trong năm 2018. Và dẫn nguồn tin từ Bộ này, truyền thông nhà nước Cộng sản đưa tin, tính cho tới hết năm 2019, thì các tổ chức kinh tế thuộc sở hữu nhà nước đã đầu tư 114 dự án kinh tế ở ngoại quốc với tổng số vốn ghi danh 13,82 tỷ Mỹ Kim và cũng như là vốn thực hiện lũy kế cho đến năm hết năm vào khoảng 2.6.7 tỷ. Và cũng trong khoảng 15 dự án lớn nhất của các doanh nghiệp nhà nước đầu tư ở nước ngoài thì chỉ có 6 dự án hoạt động đúng theo như thời khóa biểu, 2 dự án chậm lụt và có 5 dự án khó khăn và 2 dự án không có khả năng tiếp tục. Trong số các dự án thua lỗ có dự án khai thác chế biến muối mỏ tại Cali, tại Lào của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và dự án đầu tư của Vietnam Airlines tại hãng hàng không Cambodia Angkor Air, tức là CCA. Dự án khai thác muối tại Lào có tổng số vốn đầu tư hơn 522 triệu Mỹ Kim và vốn thực hiện dự án cho đến nay đạt được hơn 81 triệu, song do giá sản phẩm Cali trên thị trường thế giới đã giảm sâu kéo dài và dự án không có hiệu quả như là dự kiến ban đầu. Cũng trong khi đó, thì sau giai đoạn ngắn kinh doanh có lãi thì CCA vẫn liên tục lỗ từ năm 2013 và Vietnam Airlines có kế hoạch thoái vốn tại đây. Petro Việt Nam đầu tư 27 dự án với tổng số vốn ghi danh là 7 tỷ 100 triệu Mỹ Kim. Viettel đầu tư 10 dự án viễn thông với tổng số vốn ghi danh là 3 tỷ. Còn Tập đoàn Cao su Việt Nam đầu tư 23 dự án với tổng số vốn ghi danh là 1 tỷ 300 triệu Mỹ Kim.